Dạ đây, chào anh chị. Ổ rồng. Ổ rồng thì đây, ổ rồng này là ổ rồng Koro. Việt Nam mình có hai loại Koro với lại Hotomin thôi. Ổ lớn bây giờ thì trong rừng cũng hiếm lắm rồi. Nên còn những cái ổ nhỏ này có mà ở bên thờ rừng họ báo thì đem về bảo tồn thôi. Này về cái nhỏ nhỏ này treo lên thời gian là nó to đẹp à. Em cứ lấy về em treo hết xanh vườn. Cái này nó cũng hay lắm nha. Ví dụ như những cây mà nó mọc ở trong chỗ mát á, nó nhiều nước mát nữa thì cái râu nó sẽ to như này, to và nó xanh như này. Còn những cây mà nó mọc ngoài nắng nhiều, khô cằn thì râu nó thường nó vàng và nó nhỏ như này. Mà em để ý thấy cái vàng nhỏ này nó đẹp hơn, nó ngắn ngắn nhìn nó hay hay. Xanh to này thì nó có hơi nét, nó có hơi nét nét giống cây Hotomi á. Hotomi thì nó thường nó có hai râu thôi, hai râu to hai bên. Koro này thì nó có tới ba bốn râu lận. Đây có cái ổ này nhìn đã, nhìn rất là đẹp luôn chứ không phải là gì đâu. Nó cũng không thua gì mấy cây ở bên nước ngoài đâu. Có những cái nhỏ nhỏ xinh như thế này đang ra lá mới. Cái này chỉ cần trồng một tháng mà nước, cái này chỉ cần nước thôi, không cần gì cả. Nước mà đầy đủ một phát là nó sẽ ra lá này, nó che bên này, ra lá che này là xanh hết luôn. Thường những cây này trồng khô thì nó sẽ xanh hơn. Khô thì nó sẽ xanh, nó đẹp hơn. Còn nó mà tưới nước nhiều, ví dụ như những cây tưới nước nhiều thì nó sẽ đen như thế này. Mấy cái này đây. Ở đây không có cây nào. Đây, ở rừng về thì ở trong đó mùa này khô không có nước. Thường những cây tưới nước nhiều nó sẽ đen như này. Nó đen thâm luôn á. Cái này là do nó khô nên nó đen thôi. Nó chuẩn bị thay lá, khô quá khô luôn. Rừng mùa này chắc phải 3 4 tháng rồi chưa có nắng, chưa có mưa rồi nữa. Lá mới thì nó sẽ đẹp xanh. Nhìn rất là đẹp chứ. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Này có mình nên sưu tầm thêm một số loại. Nam mình có hai loại Hotomi với lại Koro này. Có điều kiện sưu tầm thêm mấy cây Madaraka với lại cây Ridley nữa. Hai cái đó cũng đẹp. Đẹp nhất là Ridley. Dạ rồi. Em chào anh chị ạ.